của mình đang ở Brunei, và đây là ngày thứ hai, tối ngày thứ hai mình đi tham dự gọi là cái chợ đêm, chợ đêm Lang Dong tại cái thành phố Brunei. Thì đây là một cái điểm mà bất kỳ ai đến Brunei đều phải tham gia, và bây giờ mình cho các bạn xem sơ về cái chợ đêm nhé. Và các bạn thấy chưa, tất cả mọi người đi chợ đêm đều là đi bằng xe con, toàn bộ đi bằng xe con. Các bạn cứ nhìn đi, nó rất là rộng lớn, mọi người đi chợ hoàn toàn bằng xe con, rất là rộng lớn. Các bạn thấy không, các bạn không thấy bất kỳ một cái chiếc xe máy nào hết, hoàn toàn một cái chiếc xe máy. Nó nằm ở thuộc trung tâm của cái thành phố Yangon, và các bạn chợ này gọi là chợ đêm, nó rất là nổi tiếng. Mọi người đi làm về, và bây giờ chợ này là đang là 6 giờ tối ở bên Brunei, và mọi người đi làm về. Các bạn thấy người ta xây dựng cái cơ sở hạ tầng đẹp không, rất là đẹp, chợ rất là thoáng mát, sạch và thoáng mát. Và mọi người đang đi chợ, và đoàn của mình đang mua sầu riêng. Ở bên đây sầu riêng của họ rất là nổi tiếng. Bạn Ngọc đang mua sầu riêng này. Sầu riêng ở đây rất là nổi tiếng. Tiếng Nhi An cũng đang mua sầu riêng. Một cái không gian rất là rộng lớn. Và mọi người ăn sầu riêng ngay tại chỗ. Mọi người ăn sầu riêng ngay tại chỗ, các bạn không? Và vô cùng rộng lớn các bạn. Đây là những cái trái dừa. Trái dừa chút xíu thì tụi mình cũng ăn thôi. Trái dừa này đẹp quá ha, bự đẹp quá ha. Dừa rất là bự. Đây là những trái dừa mọi người đang gọt dừa. Và chút xíu thì đoàn mình cũng ăn thôi. Chôm chôm vườn này. Đấy, bán này mà đó, chôm chôm vườn. Cái này là trứng gà này. Rộng mênh mông, mình đang ở cái nhà hàng trái cây. Mọi người đang con sầu riêng này. Sầu riêng chút xíu mà cái vỏ các bạn thấy đẹp không? Sầu riêng cuộn theo từng vỏ thì nó rất đẹp ha. Julian, baru. Mọi người đang mua. Là mình sẽ đi vào sau, trong này mít này. Rất là dài. Là đậu nè các bạn nè. Đậu gì đây? Mình cũng thấy lạ quá. Chôm chôm thì các bạn thấy rồi. Các bạn cũng biết rồi. Cái này là cái trái gì đây ta? Mình cũng chưa biết nó là cái trái gì. Rất là rộng lớn. Xoài. Riêng, măng cục, trái dưa lưới, măng cục này, dưa cơm này, nhiều quá, không bán không bán khác lại. Và bên này là cái hàng chiên này, toàn là những cái món chiên, rất là nhiều. Hàng chiên nấu có rất là nhiều. Mình đang đi massage chân cùng chung với bạn Vĩnh này, bạn không? Các bạn thấy chân của bạn Vĩnh không? Chào mọi người. Hồi giờ các bạn thấy Vĩnh nhiều, mà các bạn có thấy chân của Vĩnh chưa? Toàn là lông không thấy gì. Đây là chân của mình. Chân của em. Đây là chân của ca sĩ Quốc Ninh. Ôi trời. Đây là ca sĩ Quốc Ninh. Từ từ nha, từ từ thôi. Phê nha. Massage chân. Cái này phê nha. Cái này hay đó Ninh. Và không có đi nhanh được các bạn ơi. Và đây là một cái ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nè. Các bạn có thể là mở một quán ăn. Các bạn có thể là mở một nhà sách. Các bạn có thể mở một quán cà phê. Lấy cái này làm marketing. Và các bạn cho mọi người miễn phí cái này. Mình đang đi.
cái các bạn thấy nghe nên rồi nè, mà đâu có đi nhanh được các bạn. Các bạn thấy phê không? Cái chân nó bị đau nữa. Bây giờ bạn nên phát biểu cảm tưởng đi. Chào các bạn. Bạn giới thiệu về bạn một chút xíu. Mình tên là Huỳnh Văn Ninh, hiện tại là giám đốc công ty cổ phần Difoco. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay mình 24 tuổi. Bạn thành lập công ty Difoco lúc mấy tuổi? Thành lập công ty Difoco lúc năm 20 tuổi. Năm 20 tuổi, bạn ra khởi nghiệp lúc năm mấy tuổi? Ra khởi nghiệp lúc năm cuối năm 18 tuổi. Cuối năm 18 tuổi. Doanh nghiệp của bạn bây giờ doanh số đạt triệu đô chưa? Doanh số triệu đô rồi. Rồi, rất là tuyệt vời. Hiện tại là bạn bao nhiêu nhân viên rồi? Hiện tại khoảng 16 nhân viên. Rất là tuyệt vời, doanh số đã triệu đô rồi. Vậy thì bây giờ bạn cho mọi người biết là bạn cảm giác như thế nào khi trải nghiệm massage chân này? Nói chung là rất là tuyệt vời. Đây là một cảm giác rất là mới. Lúc đầu tưởng là nó không đau lắm, nhưng mà khi mà tháo dài ra rồi thì đi rất là đau, phải đi từ từ, không đi nhanh được. Không đi nhanh được bây giờ. Các bạn thấy không ạ? Bạn cho mọi người biết là cái thảm massage chân này nó đang ở đâu? Nó đang ở Việt Nam hay nó đang ở đâu? Thảm massage chân này hiện tại đang ở Brunei. Chúng tôi là cùng với đoàn đang hiện tại đang lên đây là núi không này? Núi National Park ở tại Brunei. Và chia sẻ chút xíu đi, cái cảm giác như thế nào mà qua Brunei lại đi cái này? Đây là lần thứ 2, lần thứ 10 hay là lần đầu tiên? Đây là lần đầu tiên đi trải nghiệm cảm giác đá massage chân. Nói chung là phê. Phê, rất là phê. Và kề bạn nên đây là bạn Vĩnh. Bạn Vĩnh. Vậy thì bạn Vĩnh giới thiệu về mình chút xíu đi ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Vĩnh. Mình cũng từng đi bên Nhật về. Thì bây giờ mình cũng học về thầy Duy đi theo về kinh doanh. Và mình cũng có đào tạo kỹ năng cho các bạn đi Nhật. Cho những bạn nào có nhu cầu đi du học sinh hay là đi tu nghiệp sinh, mình cũng sẽ chia sẻ các kinh nghiệm để các bạn lựa chọn con đường nó phù hợp hơn. Và sau đó thì mình sẽ chia sẻ về những kỹ năng sống với người Nhật và làm việc như thế nào để tốt hơn. Thì đó là những cái mình mong muốn mình chia sẻ lại 3 năm kinh nghiệm ở Nhật của mình. Vậy em chia sẻ sơ vậy thôi nè. Bạn có trải nghiệm cảm giác gì khi đi trên cái massage chân này? Ủa, đây là rất tuyệt vời. Em vừa thấy xong là em cởi giày em bay vào ngay. Bởi vì cái gì mình cũng vậy, mình thấy lạ mình cứ trải nghiệm, mình xem cảm giác như thế nào. Và thấy đây là một ý tưởng rất là hay. Nếu như ở Việt Nam có một quán cà phê nào đó, các bạn chỉ cần dành qua khoảng 4 mét vuông thôi, không cần nhiều, 4 mét vuông hoặc là 6 mét vuông để cho khách hàng người ta trải nghiệm. Hay là thậm chí mình làm ở quán ăn hay là chỗ nào đó như thầy Duy này có chia sẻ đấy. Thì đây là một ý tưởng để mình thu hút khách rất là tuyệt vời. Đấy. Rất là tuyệt vời. Vâng, các bạn thấy chưa? Những người trải nghiệm trên massage chân. Và đây là một cái anh chàng người nước ngoài, không biết là anh là người nước nào. Hello, where you from? Brunei. Brunei? Yeah. Wow. You usually come here? No, this is my first time. The first time? For a while. What you feeling when you go in there? Pain. Pain. Yeah. But can you ask? Can you question me? Ask something. How do you find this place? Yes. Like what is it for you? I very feeling. I see very beautiful. I enjoy and feeling. That. May I ask where are you guys? I'm from Vietnam. Vietnam. Yes, the first time I come here. Yes. I see. How long have you been here? 5 days. 5 days. Yeah, 5 days. Friday. Yeah, 5 days. Oh, since for you've been here for. I visit and I tour. So you're tourists? Tourist, yes. Which places have you been so far around this part of Brunei? No, the first time I come here. Yes. So how much have you done around already in Brunei? How much? Yeah. US dollar. About US dollar. So have you
Is this the first time that you've tried this this rock place? Yes. I feel it. I like it. You like it? Yes. Even if it's painful, right? Yes. Like, it gets you going, right? Yeah. Have you tried going up the mountain? Yes. Mountain, yeah. Is it? It's refreshing, right? Yes. Refreshing. Have you tried this side as well? Yep. I go round along this year about two hours. 2 hours. Yes, 2 hours. Ah. Yes. What do you think of the waterfall? Like at the end of the park. Yes, I like the water, the fall water, and I take the picture. This is my friend. Ah. Yes. So they are also. Các bạn thấy máy khỉ nó ăn dừa không? Vui không các bạn? Đó. Máy khỉ Brunei các bạn. Khỉ Brunei nó khác khỉ Việt Nam. Khỉ Brunei nó nói tiếng Brunei nên nó khác tiếng Việt Nam. À. Các bạn thấy tụi nó vui không? Tụi nó vui không các bạn? Khỉ nó gãi cho nhau kìa. Nó ở trên cái nhánh cây nọ đó các bạn, nó giọt không? Cái đòn á. Đòn nó giọt nhau á. Nhìn mấy khỉ vui không các bạn? Ô trời ơi. Cái này. Nó nhảy bố xuôi nọ đó. Hồi đó anh cái nó dính cái cây vô cái sợi dây ở lại gửi nó dây nó. Còn lấy đá nó chọi nó, cái này vui dữ à. Chứ bình thường đâu cắn nó không cắn. Nhưng mà vô tình quơ cây hay không các bạn? Đó, cái nó tưởng nó đánh đó. Hay luôn. Đó. Đây các bạn thấy một đoàn này nó vui không? Nó giỡn nhau này. Đoàn kiểu nó giỡn nhau này các bạn thấy nó vui không? Bambi mà thấy máy này thôi cho nó la làng luôn. Ôi trời, nó đu đẹp dữ không? Nó đu đẹp. Cái cách nó đu đẹp quá ha. Cái nhẹ luôn cái cách nó đu đẹp quá. Quan trọng là cái cách nó đu á. nó nghịch quá ha. Con này các bạn thấy nó vạch ít con nhỏ kia này. Kỳ quá. À. Các cái điều mà là clip với Tông Lan cái thằng này ngồi bên khách chim kia. Máy kỳ tao lòng. Đó. Ồ. Trời ơi. Cái con nhỏ này nó đu nó nhảy ghê các bạn. Này, con nhỏ này. Nó đu nó nhảy khắp nơi hết á. Đúng hôm nay mình ở nhà mình chứ không chịu thành nhiều được. Hay quá ha. Đó, cái con khỉ này nè. Hồi nãy giờ nó nhảy nhiều lắm bạn. Nhưng mà nó nhảy qua đó các bạn không? Đó rồi hai đứa nó gặp nhau nè. Ở trên cái cầu khỉ nè. Đó trời nó leo qua đầu luôn. Nó leo qua đầu nó đi. Leo qua đầu đi, cười quá ha. Đó các bạn thấy một đoàn khỉ. Đó. Ồ, dễ gì. Đó. U. Leo luôn. Trời ơi, nó leo rồi, nó leo lên. Nó chạy gần quá, nó ngại. Nó cắn cái dừa nó em. On the book, that other people can read, that also nice. But actually we have a stick on the wall yet. Here we go. Stick on the wall. We just write down on the piece of paper and then we just take it. Yes. Yeah. On the wall. Yeah. Language. Vietnam, Holland. Xin chào. Yeah. Thank you. Srabuche. Yeah. Yeah. Mm-hmm. The maps are little. There is one time when I was in Thailand. I'm sitting on the toilet bowl. And then I see English, Thailand, and maybe Spain. It's like a simple one like this. There's a 40. So people can, when they're sitting, then can read and remember. A simple Thailand language. So what else?